Hi, chào mừng các bạn đã quay lại với B Channel và mình là Hana. Thì trên tay mình đây là con Oppo A9 2020, sản phẩm mới nhất vừa ra mắt của nhà Oppo. Và mình thấy là cái dòng A-series của nhà Oppo được người dùng khá là ưa chuộng luôn, cho nên là mình nghĩ em A9 2020 này cũng sẽ được người dùng ưa thích, bởi vì những cái thông số rất là ấn tượng mà Oppo đã trang bị cho em này. Rồi bây giờ mình sẽ làm một bài đánh giá nhanh về con Oppo A9 2020 này để xem là những cái thông số ấn tượng mà Oppo đã trang bị cho em này như thế nào nha. Các bạn hãy cùng mình vào video thôi. Thì trong hộp của Oppo A9 2020 này sẽ có một cái ốp lưng trong suốt được hãng tặng, cùng với đó là cây lấy sim, tai nghe, và con máy này sẽ không có hỗ trợ sạc nhanh như là các con máy ở cùng phân khúc nha. Và cục sạc của máy sẽ là cục sạc 10W. Đầu tiên mình muốn nói về camera. Ở phân khúc mức giá tầm trung nhưng mà Oppo A9 2020 sở hữu đến 4 camera được xếp dọc ở giữa thân máy, với độ phân giải lần lượt của camera chính là 48MP, camera tele là 8MP, camera xóa phông là 2MP, và một cái camera nữa đó là 2MP. Nó sẽ giúp mình là chỉnh filter màu đẹp hơn. Và phần camera selfie thì sẽ là 16MP. Mình thấy là trước đây thì Oppo có PA khá nhiều về phần camera của mình. Các bạn hay nghe những cái câu khẩu hiệu như là Oppo camera phone, Oppo camera phone. Cho nên là kiểu như là bạn nào mà thích chụp ảnh hay là thích sống ảo thì chắc là cũng sẽ không còn lạ gì với camera của em này nữa rồi, đúng không? Thì đây là một vài bức ảnh mà mình đã test ở điều kiện đủ sáng nè, ngoài trời cũng như là chụp đêm, thì màu ảnh cho ra rất là tự nhiên, các bạn có thể thấy qua ảnh ha. Chi tiết ảnh cho ra khá là tốt, chân thật, và máy bắt chuyển động ảnh khá là tốt. Bộ lọc của máy thì cũng đa dạng, cho ra khá là nhiều màu ảnh chỉnh ngay lúc chụp luôn. Thì kể cả khi mà chụp đêm á thì mình thấy là ảnh vẫn cho được cái chất lượng khá là đẹp, ảnh không bị noise hay bị mất chi tiết nhiều. Còn về camera selfie thì như mình đã nói, máy làm da khá là đẹp, kiểu như là không cần make up luôn, các bạn chỉ cần là chỉnh cái tính năng làm đẹp ở trên máy thôi. Thì không cần phải lo khuyết điểm hay lo mụn luôn, máy cho ra ảnh khá là ảo diệu, xinh tươi không cần túi luôn. Ok, tổng kết lại về camera thì mình thấy là mình khá hài lòng về camera của em này, bởi vì là máy có khá là nhiều tính năng chụp này, rồi màu ảnh cho ra cũng rất là đẹp, rất là chân thật nữa. Mình thấy thì trong tầm phân khúc này thì cái máy chỉ được trang bị cao nhất là 3 camera thôi, nhưng mà em này thì có đến 4 camera lận, đó là một con số khá là ấn tượng, đúng không? Tiếp theo mình sẽ nói về cấu hình chắc chắn luôn. Đây là cái phần mà các bạn khá là quan tâm. Máy sở hữu là 128GB bộ nhớ trong và 8GB RAM. Đây là cái thông số mà khá là ấn tượng trong tầm giá dưới 7 triệu luôn. Mình đã xem hết luôn ở trong cái mức giá này, nhưng mà không có con máy nào là sở hữu được con số như vậy. Và đi kèm đó là con chip Snapdragon 665, thì cũng không phải là con chip quá mạnh hay là nổi bật, nhưng mà vẫn thể hiện đủ tốt. Thì máy cho khả năng chơi game ở mức độ ổn và ok cho bạn nào mà thích chơi game luôn. Nói chung mình thấy là con chip 665 nó cũng đã khắc phục được cái tình trạng là các bạn chơi game á thì máy nó sẽ bị nóng lên nhanh hơn ấy. Thì cái con chip 665 này nó đáp ứng tốt hơn là con chip 660. Và mình thấy kiểu như là Oppo đang muốn gây sự chú ý cho người dùng bằng cách là tạo ấn tượng về những cái con số 128GB. Mình nghĩ là so với nhu cầu sử dụng của nhiều người dùng cũng như là mình thì 128GB có vẻ là khá nhiều, đúng không? Không những thế thì máy cũng có hỗ trợ thêm thẻ nhớ nữa. Và mình nghĩ là nếu như mà Oppo có thể là giảm xuống còn tầm là 64GB với RAM là 6GB thôi, cùng với đó là sẽ nâng cấp con chip lên tầm chip Snapdragon 710, thì có vẻ là cái cấu hình này nó sẽ cân bằng hơn và hợp lý hơn. Các bạn có thấy vậy không? Tiếp theo đó là về pin, thì mình nghĩ là con Oppo A9 2020 này là con smartphone tầm trung sở hữu viên pin với dung lượng cao nhất, đó là 5000mAh. Thì với những cái tác vụ cơ bản của một đứa con gái như mình là kiểu như là chỉ lướt Facebook, xem phim, xem YouTube hoặc là chụp ảnh gì đó ấy, thì viên pin 4000 thì có thể đáp ứng nhu cầu của mình trong vòng một ngày. Mà với con Oppo K3 2020 này thì với viên pin 5000mAh thì chắc chắn là sẽ cho thời gian sử dụng lâu hơn nữa. Nhưng mà có một điểm bất lợi ở em này, đó là em này sẽ không có hỗ trợ sạc nhanh, chỉ có củ sạc là 10W thôi, cho nên là việc mà sạc đầy viên pin này thì có lẽ là cũng hơi tốn thời gian.
Và mình nghĩ là những cái bạn nào mà phù hợp với là cái kiểu trang bị này sẽ là những cái bạn mà hay sử dụng máy nhiều trong vòng một ngày, nhu cầu sử dụng nhiều thì trong vòng một ngày sẽ hết pin, kiểu là các bạn sẽ sạc pin qua đêm ấy, là kiểu các bạn cũng sẽ không có quan tâm là máy sẽ sạc pin nhanh hay chậm, bởi vì là nếu mà vừa sạc vừa chờ thì sẽ rất là lâu. Và mình nghĩ thì đây lại là một sự đánh đổi của Oppo, bởi vì viên pin thì lớn nhưng mà chỉ có sạc thường thôi. Nhưng mà mình thấy thì đây vẫn là một cái con số ấn tượng. Và cũng giống như mình vừa nói ban nãy ở trên, thì chắc là Oppo chỉ đang muốn gây một cái sự ấn tượng đối với người dùng để làm PR thôi. Tiếp theo là mình sẽ điểm qua về phần thiết kế của máy. Theo cảm nhận cá nhân của một cô gái như mình thì máy này có thiết kế đẹp. Máy có hai phiên bản, đó là xanh đam mê và tím đột phá, với mặt lưng đổi màu là Radiant. Khi mà nghiêng ấy thì nó sẽ có cái vân hình chữ S nhìn khá là bắt mắt và sang trọng luôn. Nhưng mà có một điểm trừ, đó là mình thấy là mặt lưng của máy sẽ hơi bị bám dấu vân tay tí nha. Về phần cảm nhận cầm nắm thì mình thấy là máy cầm thì hơi bị nặng và khá là đầm tay luôn, chắc là do máy chứa một viên pin khá là lớn. Và mình thấy thì máy thì cũng hơi dày và hơi to so với tay của mình, cho nên mình nghĩ là chắc máy sẽ phù hợp với những bạn nam hơn là nữ. Và mặc dù là khi mà cầm máy thì hơi bị to so với tay, với lại là hơi nặng một tí, nhưng mà mình thấy máy vẫn cho cái cảm giác là rất là chắc chắn và cứng cáp. Thì mặt lưng sẽ có cảm biến vân tay được đặt dọc với lại camera, phía dưới sẽ là dòng chữ Design by A-Series. Nhìn chung lại thì mình thấy về phần thiết kế thì A9 2020 này có phần thiết kế khá là hoàn thiện, và máy vẫn cho được cái khả năng cầm nắm khá là tốt, cùng với đó là cái thiết kế mặt lưng khá là sang trọng và bóng bẩy như thế này, thì mình thấy Oppo cũng đã có trau chuốt cho phần thiết kế của máy rồi. Về phần màn hình thì nãy giờ nói chung là khen nhiều rồi thì cũng phải nói qua điểm trừ của máy một tí. Thì máy có màn hình lớn là 6.53 inch, sử dụng tấm nền là TFT. Và máy được thiết kế là thiết kế hình giọt nước. Và mình thấy là cái viền của hai bên máy cũng đã được gọt khá là mỏng hơn. Nhưng mà tiếc một chỗ là độ phân giải của máy chỉ được HD cộng mà thôi, cho nên là mình cảm thấy hơi tiếc một tí. Và cái độ phân giải này thì những bạn nào mà ghiền xem phim hay là xem YouTube ấy, thì nó sẽ không cho mình cái cảm giác đã mắt cho lắm. Nhưng trừ cái độ phân giải thì máy vẫn có độ sáng và độ trong ổn này. Màu sắc của máy cũng cho trải nghiệm kiểu như là cũng không quá khó chịu đâu các bạn. Mình nghĩ là riêng phần màn hình thì Oppo đã không có trang bị quá tốt cho con Oppo A9 2020 này. Nhưng mà những cái phần khác thì đã được Oppo là nâng cấp lên, như là mình vừa nói ở trên rồi ấy. Thì so với những con máy khác trong cùng phân khúc thì có lẽ là màn hình của Oppo A9 2020 sẽ có phần thua thiệt. Nhưng mà những cái phần khác thì chắc chắn là đã vượt trội hơn những cái con máy trong cùng phân khúc rồi. Ok, thì đây là cái bài đánh giá nhanh của mình về con Oppo A9 2020 này. Các bạn nghĩ sao về những con số khủng mà mình vừa nêu ở trên? Hay là các bạn có cảm nhận gì về con Oppo A9 2020 này? Thì có thể là để lại bên phần comment bên dưới cho mình biết nha. Rồi, các bạn nhớ like, share và đăng ký channel của tụi mình, đó là B Channel, để biết thêm nhiều video khác về công nghệ nha. Rồi, tạm biệt các bạn.